Cháy luôn mọi người ạ. Kinh quá. Mấy con điện tử này là mấy con điện tử 10 ohm mọi người nhá. Đấy. Đấy. Mình Gió Channel xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Gió Channel. Hôm nay mình lại ráp xong mấy con máy và đây là cái mẫu máy mới của mình nhá mọi người nhá. Đấy. Hiện tại thì mình lại ráp cái nguồn tái chế từ TG1010 nhá. Đấy. Máy siêu mini mọi người nhá. Đấy. Máy này chỉ có 4 phép thôi. Đấy. Mình tích hợp đầy đủ chức năng mọi người nhá. Tóm lại là đủ chức năng, tóm lại là cũng không quá nhiều chức năng. Đấy, mình chỉ có volume chỉnh mạnh yếu với lại chỉnh trộn xung với lại băm xung lì mọi người nhá. Đấy. Với lại chống chập vợt. Với lại quá tải các kiểu thôi. Đấy, chống ngược cực các kiểu thôi. Chứ còn không làm nhiều quá chức năng, mình vì làm nhiều một trong cái máy kích cá mình đi kích có một lúc thì làm nhiều chức năng không kịp dùng hết mọi người ạ. Đấy. Mình chỉ tích hợp những cái chức năng nào cần thiết và mới nhất thôi. Chứ đi kích cá mà nhiều chức năng quá thì chưa kịp dùng hết đã hết điện bình rồi thì chỉ làm gì. Đấy, mình không nói nhiều liên thiên nữa, bây giờ mình test cho mọi người xem nhé. À quên mọi người, hôm nay mình tháo hết, cháy hết mấy cái bóng đèn rồi, mình cũng chưa kịp mua, nhưng mà mình vẫn test cho mọi người xem. Đây mình cắm cho điện vào mới nhá. Đấy, quạt quay mọi người nhá. Ở trước kia thì video trước kia của mình thì nhiều anh em phàn nàn là bảo là quạt quay quá to. Đấy, bây giờ thì mình thiết kế lại con quạt này rồi, quay khá chứ là êm rồi. Đấy. Và bây giờ mình không có bóng điện nhưng mà mình test cho mọi người, chụp vợt cho mọi người xem nhé. Đây, có bóp của mình đây mọi người nhá. Đấy. Cháy luôn mọi người ạ. Kinh quá. Mấy con điện tử này là mấy con điện tử 10 ohm mọi người nhá. Đấy. Đấy. Cháy luôn. Con nào không cháy thì nó nổ kinh quá. Đấy, clip của mình chỉ test như vậy thôi mọi người nhá. Đấy, nổ kinh quá. Anh em nào, các bác nào xem được video của mình thì nhớ là cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhá. Máy mình chỉ test như vậy thôi mọi người ơi. Máy mát, cực kỳ mát mọi người nhá. Chắc chắn là không cần phải tản nhiệt cũng không sao hết đây, cái máy này. Đấy. Không cả hơi ấm luôn mọi người, không ấm tí nào luôn. Kinh thật.